đâu phải có tiền mua được hạnh phúc, đâu phải tình yêu đổi lấy bằng tiền. Bà người tôi yêu tớ nào đã quyền thề bên tôi trọn kiếp, để hôm nay tôi phải nhận ra tôi yêu tiền người có nào đâu muốn. Nhưng ơi người ơi, tình yêu là gì? Một người cho em dễ tiền, còn một người cho em hạnh phúc, nghĩa với tình em thì cho ai? Tại sao em bỏ ăn? Bàn tay trắng mơ ước bên em nay tựa như cát vui mờ. Còn lại người ta cho em má hồng, người ta có giống tôi không? Em ơi, tiếng lá rơi bạc như phù du của đời in ra. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.